Sắp tới anh có dự định là khi tìm được một người phù hợp thì sẽ mở lại tiệm nail không? Em cũng tính vậy. Tìm hiểu xong hết á thì anh nghĩ là khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Everytime á, thì lúc nào cũng được á. Rồi, em chào anh nha. Em chào chị. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình. Xin chào cộng đồng ạ. Em tên là Minh, sinh năm 1971. Em đang ở Mỹ. Em lên đây kiếm người bạn đời. Chứ rất là trẻ trung phong độ ha. Anh hiện tại đang ở tiểu bang nào? Em ở bang North Carolina chị. Anh qua Mỹ lâu chưa? Em qua Mỹ cũng 30 năm rồi. Wow, lâu dữ vậy đó hả? Anh đi vượt biên hả? Rồi hiện tại là anh đang làm công việc gì? Thì em cũng có làm hãng, nhưng mà hãng cái này nó đồ cũng hơi ít đó. Tầng em vô 1 2 ngày thôi, còn em nail phụ. Anh làm hãng là hãng gì? Hãng gì hồi đó là hãng gì vào điện đó. Anh hơi nhích gan chút nha, rồi mất anh mất cái chán chút đó. Hơi hơi không? Rồi. Rồi anh làm hãng đó lâu chưa? Bao lâu rồi? Cũng 12 năm rồi. Vậy đó. Rồi anh qua làm nail bao lâu? Hồi xưa thì cũng có làm nail, ở nhà cũng có tiệm. Tại sao tự nhiên chuyển nghề rồi bây giờ đổi lại? Thì nhiều lúc làm là cũng cuối tuần ra làm mà hết gia đình á. Bây giờ thì hãng thì hơi kinh tế hơi xuống á, thì cũng ít việc làm rồi thôi nhảy ra làm lại nail. Anh rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Em có vợ hồi trước, một vợ, một đứa con, là bỏ nhau cũng được mười mấy năm rồi. Lâu vậy đó hả? Rồi bà xã anh là anh đón ở Việt Nam qua hay là bà xã anh ở bên đây luôn? Xã bên đây luôn chị. Vậy đó. Rồi con anh bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi rồi, con Con trai. anh cũng lớn ha. Ở Việt Nam á, quê anh ở đâu? Em ở Nha Trang. Anh có về thăm quê thường không? Sometime thì mỗi năm, nhưng mà vừa rồi thì 2 năm. Gia đình Tại anh còn ai ở Việt Nam? còn ba mẹ bệnh. Vậy đó hả? Gia đình có anh rồi có bao nhiêu người ở bên Mỹ này? Bên này cũng 6 người. Cha mẹ anh không chịu qua hả? Không chịu qua. Qua đây buồn quá không? Trời ơi, anh còn trẻ trung phong độ như thế này đi về Việt Nam chắc quen rất là nhiều cô phải không? Đi về đâu có ai chịu quen đâu. Sao kỳ vậy? Chắc á, về nhiều lúc á, về không đi ra đường nhiều á, ở nhà chơi lộn về bà già. Thiệt không đó, em thấy mấy anh ở bên đây về quen quá chừng người mà anh không quen hay là sao? Về là nhiều lúc về là chung với lại gia đình á, lại tiệc tùng ở nhà không à, ít khi ra đường lắm. Lâu lâu đi chơi cũng đi chơi trong gia đình không à. Anh không có bạn bè gì ở Việt Nam hết hả? Không, hồi đó có nhưng mà họ dọn đi xứ khác rồi. Anh đi qua đây hồi lúc anh bao nhiêu tuổi? Qua đây hồi đó cũng mười mấy tuổi á, rồi ở bên đảo cũng mấy năm. Mỗi lần anh về Việt Nam là anh về bao lâu? Thường thường là 5 tuần hay 6 tuần. Anh rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm à? Ưu điểm của em chắc hơi khó tính. Cái đó là khuyết điểm rồi, không phải là ưu điểm. Ưu điểm là mình có những đức tính nào tốt. Em thì thích người lo làm lan là, rồi em cũng có cái tánh cũng thích làm nhiều hơn là đi chơi, với lại Siêng năng với chăm làm á hả? lại Rồi bộ anh khó tính lắm hả?
Không, tại nhiều lúc tại ít nói đó, trong gia đình người ta nói chắc em thì khó, nhưng mà em thấy em không có, cũng biết mình cũng không biết có khó hay không, tại mình ít nói á, Vậy tại đó em cũng hả? ít nói lắm, chừng nào mà vui lắm em mới nói, còn nhiều lúc em ngồi ai muốn nói gì nói á, Vậy đó tại hả? nghĩ Ít. em không nói là nghĩ em khó tính. Có bao giờ biết nói đùa nói vui đâu không? Dạ em thì nói đùa dữ lắm ấy chứ, nhưng mà bạn bè đó thì ok, mà trong gia đình thì em ít lắm. Vậy đó. Dạ, ra ngoài nhậu với lại anh em đòi chơi á thì em thường hay đùa lắm, em thường hay nói giỡn dữ lắm. Anh rồi à, bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Thì em á thì tôi kiếm người bạn thì lo thương chồng với lại lo làm lo ăn là ok. Siêng năng chăm chỉ hả? Dạ. Anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Tại em nghĩ chắc khoảng 30 mấy đến 40 mấy, còn 30 mấy đổ lên, còn khoảng 37 38 cũng được đổ lên, đừng có nhập quá. Anh thông thường anh có hút thuốc với uống rượu không? Dạ cũng có ít lắm, là thì cũng có đàn ông mà lâu lâu có tiệc tùng thì em cũng nhậu với lại bạn bè thôi. Anh qua đây lâu như thế chắc bạn bè của anh ở bên đây cũng đông hả? Cũng ít lắm, tại em hồi xưa thì em ở dưới Atlanta, dạ, xong rồi em mới dọn về đây thì bạn bè cũng mới nữa, em dọn về đây cũng được 7 năm rồi. Bà xã trước của anh làm công việc gì? Dạ làm neo. Và lý do vì sao hai người không đến với nhà, không sống chung với nhau nữa? Chắc nghĩ chắc không hợp một cái nữa chắc cổ hồi đó còn trẻ đó, cổ ham chơi nhiều hơn, còn em thì thích gia đình hơn. Dạ thì xong rồi em thấy thôi nói hoài mà không nghe, thôi em nói thôi chia tay đi, mỗi người có cuộc sống đi, chứ ở chung mà người thì ham làm người thì ham chơi thì cũng khó lắm. Người chăm chỉ làm, người mà không có chăm chỉ làm mà cũng khó khó xây dựng gia đình ha. Dạ, em nói có chồng có con mà còn ham ham đi chơi cuối tuần, đi bar, đi mấy cái quán bar rồi là em thì không có thích. Rồi anh có đi chung không hay là bà xã đi mình? Dạ thường thường bà xã điên mình ở nhà coi con. Tiền dữ vậy luôn hả? Dạ Sao không đi chung? Không thích. dạ thấy thấy đi nữ không mà đi nam mà đi vô kỳ quá. Ở nhà. Bà xã đi với bạn bè nữ rồi hả? Dạ Rồi nhưng mà bà xã của anh nhỏ hơn anh nhiều không? dạ con giáp. Rồi giờ là con sống chung với anh hay là sống chung với bà xã trước? Sống chung với xã đòi em đòi đưa nó về sống với em từ lúc mà nó mới được 6 7 tuổi á, là không bao giờ cho luôn, Vậy nói ok ăn sao cũng được, ai nói không được. đó. Anh rồi anh coi video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Em coi view của chị, em coi cũng được gần cả năm rồi đó. Coi lâu dữ vậy luôn á hả? Coi Em theo nhiều dõi vậy? cái review của Coi lâu dữ vậy luôn, hôm nay mới quyết định lên kênh đó hả? dạ. Thông thường chắc anh cũng kỹ tính lắm hả? Sạch sẽ phải không? Gọn gàng phải không? Dạ em thì sạch sẽ thì gọn gàng là ok à. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Dạ em chiều cao nếu mà tính Việt Nam đó là 1 m 75 76 gì đó. Wow, cao lý tưởng ha, chiều cao lý tưởng ha. Rồi anh đi làm thì anh làm nail á, thì em làm everything không? Dạ em cũng là có tiệm qua hồi đó, cũng có tiệm qua Có tiệm qua luôn hả? Rồi cũng sao hai, anh? Nói đi. dạ cũng được 2 tiệm mà vụ mà vợ chồng đó, là em thấy thôi có một mình run chịu không nổi,
nhức đầu, em thấy gì em mới bán. Anh vậy là anh làm nail rất là giỏi. Thường thường cái người có chủ đồ ấy, chủ tiệm đồ phải làm everything rồi mới ra răng được cái Em làm everything. tiệm. Anh những lúc rảnh rỗi anh thích làm việc gì để giải trí cho mình? À, em rảnh rỗi thường thường hay kêu bạn bè đi biển, đi hồ rồi chơi gì đó, thích một là relax, hai nữa câu cá rồi chơi. Rồi con của anh nó hiện tại có ở gần anh không hay là ở xa? Ở xa, là mỗi năm em qua đó thường thường là em đi 2-3 lần, mỗi lần em qua đó em thăm nó là từ tháng đến 2 tháng em chơi với nó. Anh rồi hiện tại chỗ anh là người Việt ở đông không? Vô thành trung tâm lớn á thì người Việt Nam ở cũng đông, mà em ở ngoài ô á Việt Nam hay ít. Ở chỗ anh ở phải là người ta làm chủ chạy gà nhiều phải không? Không, chỗ chạy gà là ở dưới Atlanta, Greenville á. Ồ vậy đó hả? Cái đó gà nhiều, ở chỗ em thì không có. Rồi anh thích một cô làm quen với anh tìm kiếm trầm tính ít nói hay là đanh đẹn hoạt bát? Các bác em có chồng rồi, gặp chồng nữa là chết. Trầm tính rồi có thích cô quạt tác, ví dụ cô có nói nhiều quá rồi sao? Sao đâu, thì em nếu mà em ở kéo manh em khèo thôi. Giờ thì anh có tự nấu ăn cho mình không hay là ăn cơm tiệm? Dạ em tự nấu ăn. Biết nấu ăn hả? Biết hả? Giỏi hả? Rồi Dạ. tuy là trầm tính hơi khó tính thì nhưng mà trong tình yêu có lãng mạn không, có yêu chiều vợ con không? Nếu mà người mà thương em thì em sẽ là lãng mạn. Nếu người em thương thì em sẽ lãng mạn phải không? Anh rồi anh có dự định là khi nào về Việt Nam nữa không? Tết này, Tết tết này hả? Anh mua vé chưa? em mua rồi chị. Mua vé rồi luôn hả? Rồi thí dụ anh tìm một cô bạn như thế này là người đó anh muốn ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được hay là sao? Ở đâu cũng được chị. Và sắp tới anh có dự định là khi tìm được một người phù hợp thì sẽ mở lại tiệm nail không? Em cũng tính vậy. Một mình cũng khó làm ha. Em mộng em là thích làm chủ Anh rồi anh cao chiều cao cũng khá cao thì anh nghĩ là một cô mà anh muốn tìm kiếm chiều cao khoảng bao nhiêu thì ok không? chắc em nghĩ khoảng 1m60 đổ lên thì ok. 1m58 Em không biết nữa, nếu mà đứng phải như thế nào em đâu có mài mấy cái đó đâu. không quan trọng phải không? Thực ra mét năm mấy thì mang giày mà lên cao lên thì cũng đi cũng xem với anh ấy, nhưng mà đừng thấp quá rồi. Nếu mà bây giờ tìm hiểu một cô vừa ý anh tìm hiểu xong hết á thì anh nghĩ là khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Every time á thì lúc nào cũng được á. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng phải không? Hồi đó giờ anh có bao giờ đi du lịch ra các nước khác chưa? Có em cũng qua Pháp với lại qua Thụy Điển. Đi du lịch thôi hả hay có thân nhân ở bên đó? Đi du lịch. Gia đình của anh nó tổng cộng là có được mấy anh chị em? 10, mất hết 2, còn 8. Và gia đình anh đông vậy đó hả? À, đi vượt biên qua hết luôn á hả? Không, em với là bà chị đi vượt biên là bảo lãnh mấy đứa em nó mới qua được cũng 6 năm rồi. Con là qua xa qua qua lâu ha. Chỉ có em với là bà chị kế là qua đi, hai chị em đi vượt biên.
Rồi ở Việt Nam bây giờ còn mấy người ở Việt Nam? Việt Nam chỉ còn bà chị thứ tư với là ba mẹ thôi. Cha mẹ anh á chắc lớn tuổi lắm rồi hả? Dạ cũng tám mấy tuổi anh chị. Ở chỗ anh đi chợ Việt Nam xa hả? Năm chục phút. Cũng xa. Anh có đi các tiểu bang khác chơi không? Dạ cũng có. Nhưng mà thích tiểu bang này hả? Tại việc làm thôi chúng không có thích gì mấy. Chỗ À, anh lạnh không? không, con không lạnh lắm. Mùa Tại đông cái hãng nó cũng về gần đây nè. Xong rồi mới ở đây thấy vậy thôi đi làm nail luôn. rồi, mùa đông tuyết có rơi không? Dạ xong có năm không cũng rơi ít à. Hãng anh làm là hãng gì? Nó kêu là electric company gì mà điện với là mà hàng có điện có điện đó. Cũng như hàng mà mấy cái khung cửa đâu á cũng có. Là anh hàng hả? Anh hàng hay là anh làm điện? Dạ em chạy hai bên thì chạy bên điện cũng được mà bên hàng cũng được, tại nó hàng á lâu lâu nó mới có hàng là. Vậy là công ty của anh không có gọi là công ty điện tử được hả? Không cái đó là như của mấy Trung Đông hay gì á, nó mở cũng lâu rồi, nó từ chi nhánh hồi xưa nó dưới Lan Tạ xong rồi nó mất cái chi nhánh đi mấy tư bang khác. Nhưng mà sao anh không có nghĩ là anh thích làm hãng hay là anh thích làm nail hơn? Em thì thích cũng thích làm nail, tại mình làm nail mình có mấy vốn á, mình mở tiệm á, mình làm chút nó đỡ hơn làm hãng. Nhưng mà tại sao giờ là đều chân trong chân ngoài? Thì bây giờ thì làm nail nhiều hơn, tại nhiều lúc làm hãng có bảo hiểm á, nó đỡ hơn. Giờ làm hãng thì có 2 ngày thôi hả? Dạ. Sao mà ít như vậy là mình đăng ký làm part time hay tại vì nó không có việc? Năm có việc Ồ vậy đó. hồi kỳ trước năm ngoái nó còn 4 ngày, năm nay nó còn 2 ngày. Trời ơi, giảm dữ vậy đó hả? Vậy là một tuần nữa là anh làm luôn 7 ngày hả? Anh có ớt ngày nào không? Em thích thì làm 7 ngày, lâu lâu thì em cũng đi chơi gì đó, em lấy mấy ngày em đi chơi đi thăm gia đình gì đó. Thường thường là em thích làm chứ một mình ở nhà cũng buồn nữa. À, hồi hồi trước á, họ bình thường á, là anh sẽ đi làm suốt, anh không có ớt ngày nào hết. Chừng Dạ nào có việc gì thì anh mới ớt thôi. Nhưng dạ mà đúng rồi chị. buồn. Rồi anh đi làm hãng á, từ mấy giờ tới mấy giờ? Thường thường em làm từ 6 giờ rưỡi tới khoảng 3 giờ rưỡi ra. Rồi còn anh làm nail. Làm nail thì 9 giờ đến 7 giờ. Rồi giờ nào là anh rảnh nhất trong ngày? Rảnh nhất là chỉ có bằng tối mới đi làm về, khoảng 7 giờ, sau 7 giờ mới rảnh. Sau 7 giờ tối là có nghĩa là 7 giờ sáng ở Việt Nam ha. Mà không biết Dạ, giờ giờ đấy là của bên anh với giờ bên em trái nha, em cũng không biết luôn giờ bây giờ bên anh mấy giờ. giờ bên em bây giờ cũng gần 8 giờ, là bên chị là cũng gần 5 giờ, đúng không? Anh đi sớm hơn bên em dữ vậy đó hả? Cấp Nó bên 3 em là gần 7 giờ rồi. tiếng. Dạ. Bên em gần 7 giờ rồi, vậy bên anh đi trước em tiếng á. Thôi chị ở tiểu bang nào? Em ở Louisiana chứ không phải ở Cali. Anh tưởng ở Cali hả? No, em tưởng đâu chị ở cái lì. Em thì ở lúc bên nốt bên này thì chắc Gì chị 1 tiếng hay 2 tiếng vậy. một tiếng cách một tiếng hèn gì Dạ. anh nhắn anh nói ủa sao sao thấy cái giờ lạ Em tưởng đâu chị bên Cali là cách em 3 tiếng, giờ ở Louisiana thì cách em 1 tiếng. rồi là anh đi làm nail từ thứ mấy tới thứ mấy? Hãng thì thường thường là em làm thứ ba thứ tư thì em làm nail thứ hai thứ năm thứ sáu thứ bảy,
chủ nhật luôn. Trời ơi, giỏi quá chừng à. Giỏi quá trời, vậy rồi tiền để đâu cho hết? Trong lành quá. Trong lành quá chừng, trong đà làm luôn, làm từng 7 ngày luôn ơi. Để cho tranh thủ kiếm tiền cưới vợ đó hả, mở tiệm đó hả? Kiếm tiền đã đi chơi rồi chứ. Mỗi lần anh về Việt Nam là về được một tháng đó hả? Ừ. Khoảng 5 tuần, Thì tám cũng tuần hay 5 tuần. không, bạn bè gì cũng đi với gia đình thôi, đúng rồi, tại vì anh qua đây gần trẻ quá nên mất bạn bè hết. Ngoại hình của một cô mà anh tìm kiếm đó, có quan trọng đối với anh không? Thì đừng có mập thôi là được, đừng có ốm quá. Đừng có mập thôi, thấy đàn ông nào cũng thích đừng mập hết. Cái da cái thịt thì ok, đừng có đỡ ốm quá, em cũng không thích người ốm. Nếu mà không mập là khoảng bao nhiêu phao thì được? Khoảng 115, 120, 125 thì ok. Cũng ăn thua vào chiều cao nữa, những cái phao đó thì cũng ăn thua chiều cao rất là nhiều ha. Rồi lần tới là anh đi về Việt Nam là anh mua vé rồi hả? Mua vé rồi, rồi anh mua hồi nào, vé bao nhiêu? Dạ, em ơi, cho em mua trên mạng ấy chị. Bây giờ mua sớm có rẻ không? Dạ rẻ, em mua trên mạng như 1.300 mấy chục rồi chị. Ồ, về Tết giá vậy là rẻ đó. Anh về tháng mấy? Dạ em về ngày 8 tháng 1. Rồi anh tháng mấy anh trở qua? Dạ ngày 19 tháng 2 em qua. Nếu mà tìm cô bây giờ, thí dụ trước, trước như thế này, thí dụ quen một cô ở đây thì tháng đó đi về Việt Nam làm đám cưới hay là sao? Nếu mà quen ở đâu, nếu mà quen bên này hả, Bên Mỹ, quen bên Mỹ, nếu mà quen bên Mỹ bên Mỹ hả, bên à, Mỹ thì đám cưới ở Mỹ chứ. đám cưới ở Mỹ hả? À? Nhiều khi gia đình cô ấy ở Việt Nam thì sao? Cô ấy muốn về Việt Nam tổ chức thì sao? À, sao sao cũng được. À, nếu mà quen ở bên đây á, thì đám cưới bên đây rồi về Việt Nam đám cưới luôn ha. Rồi nếu mà quen cô Việt Nam thì tháng đó cũng đi lấy giấy tờ về Việt Nam đám cưới luôn. Vậy là có nghĩa là Tết này là này, quen ở đâu cũng được, là Tết này là sẽ có đám cưới đâu phải không? Hợp thì em đám cưới, còn nếu mà không hợp không không biết sao. Mấy anh lên chương trình của em á là đều đều có tìm được người hết á, anh yên tâm đi. Cái quan trọng là anh đừng có khó quá rồi. Rồi. Anh ở Nha Trang hay Đà Nẵng? Nha Trang hả? Trang vậy, Anh ở gần biển không? Trang gần biển, Từ nhà anh đi ra biển bao xa? đi ra chắc khoảng 7 phút, 7-8 phút. Ồ, gần dữ vậy đó hả? Ở Nha Trang đẹp lắm ha. Anh có Đó thể là anh nói đi. sửa sang lại nhiều đó, đẹp á, chứ hồi xưa hồi nhỏ đó sao không có đẹp, sau này mới đẹp. Nó phát triển, giờ khu đó là khu du lịch mà phát triển nhiều mà. Mà em nghe nói ở bên chỗ anh ở giờ cũng đẹp nữa, có biển rồi có núi nữa phải không? Ở bên đây hả, giờ ở biển thì chỗ em chạy xuống khoảng tiếng mấy, tiếng mấy Rồi, rồi có núi nữa phải không? cái núi nè. Rồi xong rồi có gì nữa? Có hồ nữa. Đây hồ cũng nhiều. Gặp anh là mê biển, mê suối, mê hồ nữa là đúng ý luôn, anh chọn kiểu đang đó đúng rồi ha. Anh rồi anh biết nấu ăn nhiều món không? À, nấu ăn cho em hoặc là vợ đi làm thì được, chứ mà nấu mấy cái món kia cầu kỳ quá chắc em nấu không được. Rồi anh ở đây có gần gia đình anh chị em gì không? Gia đình em á thì chị là mấy nhà em thì ở dưới Lan Tà, thì ở dưới Mai em mì cũng có, Vậy đó. mì cũng có. Rồi anh ở đây là anh ở với ai? Dạ em ở đây với lại bạn thôi.
Mấy bạn đi làm neo hay làm hãng chung? Làm neo. Phiêu bạc ha, hồi đó giờ anh qua anh ở đây luôn, anh có đi tiểu bang khác không? Dạ, hồi xưa thì em ở bên Indy á, Thế lấy vợ bên Indy á, Indiana. rồi Dạ, sao? em lấy bên Indianapolis ở bên đó đó. Dạ. Em muốn hơi thắc mắc câu này cũng hỏi rồi nhưng mà bây giờ em muốn khẳng định được một lần nữa là anh trẻ rồi phong độ rồi cũng đẹp trai nữa giỏi nữa, thì thời gian chia tay với bà xã khá lâu á, ở bên đây có quen ai không? Dạ không, ít, Sao tại em mới ra đường lắm, đi làm là về không à. vậy đó hả? Thường thường trong tiệm nail thì cũng có nhiều cô xinh xinh à. Dạ tiệm, nhưng mà tiệm em là lớn lớn tuổi là cái chồng không Vậy đó hả? à. Tại vì anh ở khu cũng vắng vắng người Việt ha. Dạ đúng rồi. Rồi 10 năm mấy năm nay anh có cảm thấy bỏ phí mười mấy năm nay không? Em thấy cũng bình thường á, tại làm mỗi năm về thăm ba mẹ là vui rồi, cái nhiều lúc cũng không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà đáng lẽ là ở bên Việt Nam thì có gia đình rồi thân nhân rồi bạn bè rồi bà con gì nói làm mai cho anh chứ, anh là Việt kiều về thì thiếu gì người muốn làm mai, mà tại sao anh không quen ai, Dạ về đó ít lắm. có ai từng làm mai cho anh không? Dạ không. Không luôn hả? Rồi người ta nói anh khó tính, ai nói anh khó tính? Mấy đứa em á, tại vì lúc nó thấy cái mặt mình quá, ít khi nói giỡn chơi, nó Vậy nghĩ đó hả? mà khó tính. Anh rồi anh có sử dụng Zalo không? Dạ không, chưa. Ủa sao vậy? Rồi thế dụ anh liên lạc với gia đình ở Việt Nam anh liên lạc như thế nào? Messenger. Vậy đó hả? Gọi FaceTime hả? Thường thì kênh chương trình thì các cô gọi Zalo nhiều, cho nên anh muốn giao lưu rộng rãi thì tải Zalo ha, anh cho anh biết tải mà hả? Dạ, cái gì em tải? Thì em nghĩ là anh lên chương trình của em cũng sẽ điện thoại reo cháy máy Dạ, cảm ơn. nhưng mà cái gì tới chừng có kết quả nhớ báo tin vui nha. Dạ, em không quên chị đâu. Rồi nếu mà đám cưới ở Việt Nam á thì nhớ gửi thiệp mời nha. Dạ. Rồi hả? Rồi anh có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Dạ, nghĩ chắc đủ Đủ rồi. Bây giờ sau khi em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha, rồi em hy vọng là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em nha. Rồi rồi. anh coi thời gian anh cũng nghiên cứu khá là lâu như thế, rồi anh có chọn được cô nào chưa? Dạ. Thấy cũng nhiều cô xinh lắm mà không biết trong đó còn không nữa. Rồi anh có thể chào chào cộng đồng giùm em ha. Ok, em xin chào cộng đồng, chúc cộng đồng một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, chào chị, cảm ơn chị. Dạ anh gửi cho em thêm vài tấm hình nữa đi ha. Dạ, Dạ, ok. bye anh ạ.